Đây, chị đem thêm trước. Ôi. Cái này còn đến thêm. Ê, nó rớt được kìa chị. Dạ đúng rồi. Quê của bà ngoại anh Hun. À không, cả họ nội họ ngoại anh Hun đều ở đây. Em tưởng hôm nay xuống đây muốn gì ăn ý. Tại mai anh cũng biết. Tính ra là bố mẹ mình sang Hàn ăn cưới chỉ có mấy hôm thôi, mà vẫn có cơ hội được thưởng thức cơm gia đình đúng kiểu truyền thống ở Hàn đó nha. Có các loại bánh gạo truyền thống, rồi đồ chiên truyền thống được chuẩn bị trong các ngày lễ này, rồi kịp ăn táo vườn cuối mùa nữa, hơi bị ngon luôn. Đi đây ăn táo ngon lắm. Một bữa cơm thịnh soạn như thế này là được chuẩn bị bởi mẹ và các dì của anh Hun ý. Dì ra thì gọi vào ăn, dì bảo là phải ăn xong mới được ra ngoài đấy. Ôi chị thích ăn cái cá kho kia kìa. Ừ em đấy. Cái này là ăn lấy sức để mai ăn cưới này. Trong nhà ăn uống linh đình là thế, còn ở ngoài sân thì các chú và các cậu nướng thịt để mang vào trong nhà. Không khí có phải gọi là siêu ấm áp luôn, mỗi tội mới ngày này hơi lạnh nhá. Excuse me, one more please. Đó, trong khi hôm sau thì phải dậy sớm để chuẩn bị cho đám cưới. Mà tối hôm trước cứ vui thế này thì cũng hơi sợ nha, sợ mai không ai dậy được đó. May là mọi người chỉ dậy muộn xíu thôi, chứ vẫn có mặt đầy đủ và đúng giờ nha. Cháy 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 cháy. Vậy bao nhiêu không? Hôn nhau đi. Hôn đi. Qua cho kem. Let's go. Bây giờ chính thức bắt đầu đám cưới hạnh phúc của hai vợ chồng ạ. Tiếp phủ đốt nến của mẹ cô dâu và mẹ chú rể, xin mời hai mẹ lên sân khấu ạ. Và bây giờ thì xin mời chồng đẹp trai nhất ngày hôm nay lên sân khấu. 오늘의 주인공인 신랑 입장이 있겠습니다. 이 세상 그 누구보다 멋진 지상 최고의 남자 신랑 입장. Ê đẹp vãi. Rồi, không gì quá rồi. Em, tất nhiên là em. Cảm ơn. Cảm ơn.
한번 던져 주세요. 하나, 둘, 셋. 5 đứa. Wow. Đẻ 5 đứa nhanh hơn ơi. Chuẩn bị tinh thần nha. 5 đứa nha. Đây, bố mà 버리자. Sáng ấy, sáng mở mắt dậy đã đẩy rồi, bây giờ lại đẩy tiếp. Chị không biết. Thật ra đẩy được á? Ờ. Ok chưa? 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. Music to sell. 1, 2, 3, 4. Đêm ngày cưới nha. Đây là gọi là đêm đêm gì? Đêm tân hôn nha các em. Tân hôn mà không vào phòng với chồng chú nha. Chú rể say gần chót. Đây, bây giờ đây, tiết đi nghỉ tiết xong đi mua kem về ăn cùng đồng bọn đó. Rồi đi đi mọi người tối rồi. Đi thôi lên xe lên xe đã. Lên xe tới cái điểm sáng. Đóng cả cái xe rồi. Ồ nè, tiết phủ nè. Này, kể ra tí biết đâu chị em mình đón tiết đầu mùa. Đi 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 đã đi đã đi đã. 12:30 đêm tân hôn nha, đi ăn kem nha. Em lấy tỏ. Đây, mọi người chọn kem đi. Ăn thoải mái đi, chị về chị lấy tiền anh hôn chị bao. Không lấy tiền. Em sẽ nhặt cho mọi người. Nhiều vào lấy nhiều. Ai biết cái thằng chia chơi. Lấy đi thì để tủ lạnh. Mai mọi người dậy mọi người ăn. Không hết tài, đừng bỏ ra. Ê lấy cốc giấy không? Mọi người ơi, có ai muốn uống sữa nóng cho dễ ngủ không? Em đã lấy nào rồi? Em đặt tải không? Chị thích uống cái sữa này này, sữa đậu đen. Ê, uống sữa nóng không? Cho dễ ngủ này. Cho kem đâu? Sữa này ngon. Uống thử cho. Rồi nhá. Hiền uống không Hiền? Đây. Xong rồi mua kem, xong mua cái này có nghĩa lý gì không các bạn? Không biết gì luôn đấy. Hề luôn ấy. Mình ăn lạnh thôi mình cũng nóng mình. Thế mình trả kem lại. Không được. Không phải là trả cái chị kem này này, không phải là trả kem kia. Trả kem này. Chứ không phải trả chị kem kia nhau. Này, nhìn này. Mặc quần này đi ra đường này. Không. Này. Xem nó còn dính không? Dính thật. Không dính đâu, dính ra lấy nước làm chậu nhá. Không dính, không dính. Em thề bảo thử thế mà cũng thử. Khói nè. Xàm. Ăn kem. Thôi. Ăn kem mọi người, ăn kem. Thật lắm. Ăn bảo không? Ăn bảo không? Ăn kem. Đã bảo. Thôi. Đây kia đâu, ăn kem mọi người. Kem gì? Thôi đi về ăn đi 5 nỉ á. Ăn kem gì? Không. Bây giờ vào trong xe uống sữa nóng không? Về nhà ăn kem. Ok. Tùy. Sữa nóng mỗi còn một chai. Đây. Sách tôi là sách luôn nhá. Sữa nóng là của chúng ta nhá. Đi. Của chị là sữa màu đen. Màu đen đấy, ok, về thôi.